bạn đã bao giờ nhìn thấy chú nhện xanh này? Những đầu sách cực hot này, những nội dung thú vị và cả kỳ quái kiểu này. Spyroom, cộng đồng viết hàng đầu Việt Nam với 100.000 người dùng trên website và hàng trăm nghìn fan trên tất cả các kênh đã chính thức hợp tác cùng WeScan để đưa đến những ưu đãi đặc biệt cho cộng đồng. Từ nay, bạn đã có thể làm nhiệm vụ trên WeScan và mua những cuốn sách hot hòn hòn của Spyroom như là cùng những mẫu áo độc quyền với mức giá ưu đãi, giảm tối đa tới 120.000 trên đơn hàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể ủng hộ và để lại lời nhắn tương tác với đội ngũ Spyroom thông qua WeScan nữa. Vui lòng xem thông tin chi tiết tại wescan.vn/spyroom. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Hôm nay sẽ là bài viết Chuyện tình của soái ca Nguyễn Cao Kỳ và kiều nữ Đặng Tuyết Mai. Bài viết được viết bởi tác giả Hồng Anh Bùi. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Xưa có câu chuyện công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu chè để lấy lòng người đẹp. Nay có những màn tỏ tình siêu độc đáo và rầm rộ của giới trẻ. Nhưng nếu so với chuyện tình của tướng Nguyễn Cao Kỳ với hoa khôi Sài Gòn là Đặng Tuyết Mai thì vẫn phải chịu thua một bậc. Cặp đôi trai tài, gái sắc. Tướng dâu kẽm Nguyễn Cao Kỳ là nhân vật quyền lực thứ hai trong phủ đầu rồng thời bấy giờ. Ông được mọi người biết đến với hình ảnh là một tướng ngông, ngang tàn, chẳng vị nể ai. Hàng ngày ông đi làm vẫn dùng trực thăng bay từ nhà riêng trong bộ tổng tham mưu đáp xuống bãi cỏ trong Dinh Độc Lập. Cũng không ai lạ gì việc đi thăm, làm việc của tướng Kỳ với các lực lượng không quân trong phạm vi miền Nam thời đó. Nguyễn Cao Kỳ đều sử dụng máy bay riêng tự mình lái, thay vì ô tô, không an toàn. Cho đến thời điểm tháng 5 năm 1964, tướng Nguyễn Cao Kỳ đã qua một đời vợ người Pháp, có 5 con riêng. Một người nổi tiếng đào hoa nhưng đốn tim biết bao nhiêu cô gái bởi sự bản lĩnh, quyết đoán và phong cách nói chuyện dí dỏm, sâu sắc. Chắc hẳn thời nay, cánh đàn ông phải xách dép học theo binh pháp tán gái siêu đẳng của tướng Kỳ ở thời đó. Bà Đặng Tuyết Mai lúc bấy giờ được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất phủ đầu rồng. Bà Tuyết Mai sinh ra trong một gia đình nề nếp, gia phong. Chính vậy, bà đã được dạy dỗ, học hành đến nơi đến chốn. Ở bà có sự tổng hòa của những tinh hoa phụ nữ Á Đông, đó là nhan sắc thanh lịch, quý phái, có vốn kiến thức xã hội, nghệ thuật, thông thạo ngoại ngữ. Năm 18 tuổi, bà là một trong 4 người phụ nữ đầu tiên của Việt Nam trở thành chiêu đãi viên hàng không. Sau những chuyến bay đường dài về, bà thường được mẹ dặn, nhớ ăn học cho đàng hoàng, kiếm tấm chồng để bỏ công tôi chăm lo cho cô nhá. Chuyện tình của bà Mai và ông Kỳ sau này bị gia đình phản đối kịch liệt. Việc lấy một người đàn ông đã có vợ và con riêng lại chênh lệch về tuổi tác là điều khó chấp nhận được với bố mẹ bà. Để bảo vệ tình yêu, nắm giữ hạnh phúc đời mình, bà Tuyết Mai đã rơi rất nhiều nước mắt, thậm chí là sụt cân. Không ít lần nài nỉ, thuyết phục, bà mới nhận được cái gật đầu từ mẹ. Hồi đó, bà là mẫu người phụ nữ lý tưởng khiến bao nhiêu gã đàn ông mê mẩn. Thật không dễ dàng gì mà một người đàn ông đã từng có một vợ 5 con lại có thể chinh phục được một cô gái tài sắc vẹn toàn như bà Mai. Đến thời điểm đọc lại câu chuyện này, mình vẫn cảm thấy khó ai mà sánh kịp. Độ chịu chơi không ai sánh bằng. Trong hồi ký của mình, bà Đặng Tuyết Mai cũng kể lại nhiều chiêu mà ông Nguyễn Cao Kỳ đã thực hiện để chinh phục trái tim của người đẹp. Trong đó có lần ông Kỳ đã dùng 2 máy bay bay theo chiếc máy bay mà bà Tuyết Mai đang làm nhiệm vụ tiếp viên, rồi thi nhau biểu diễn những kỹ thuật vòng lộn ở trên không khiến cho hành khách chạy nháo nhào lên xem. Tổ bay thấy vậy sợ hãi, phải gọi Tuyết Mai lên bảo đại ý rằng cô bảo anh Kỳ về đi, anh ấy chinh phục cô kiểu này lãng mạn tuyệt vời quá nhưng nguy hiểm lắm, tính mạng bao nhiêu con người. Một lần khác, ông Kỳ bất thình lình xuất hiện trước cửa phòng của Tuyết Mai để phục vụ bữa sáng cho cô. Không quên nói một câu trìu mến, chúc cô Mai ngon miệng nhá. Người đẹp khi đó như bị thôi miên, đứng chôn chân một lúc mới lí nhí đáp lại. Thưa thiếu tướng, trong tất cả hình ảnh đẹp và hào hoa nhất về không quân, dường như hình ảnh một người chỉ huy trang phục chỉnh tề, bê khay đồ ăn là có ý nghĩa nhất. Cảm ơn thiếu tướng, hình ảnh này mãi mãi không phai mờ trong ký ức của em. Kể từ giây phút đó, cả hai đã chính thức xác nhận tình cảm dành cho nhau. Tháng 4 năm 1964, một buổi sáng sớm, Tuyết Mai nhận được một lọ hoa hồng phấn, loài hoa mà cô yêu thích nhất, cùng với một lá thư. Không khó để bà đoán ra chủ nhân của món quà. Nhưng khi mở thư ra, Tuyết Mai có chút bối rối với lời mời ăn trưa tại nhà hàng Caravelle. Suy nghĩ đắn đo hồi lâu, bà cũng nhận lời, nhưng lại bảo sẽ tự đến nơi hẹn vì không muốn bị bắt gặp. Nguyễn Cao Kỳ đã cười sảng khoái mà rằng, cô Mai không phải lo, tôi đến nơi hẹn bằng máy bay, chúng ta gặp nhau tại cửa thang máy phòng ăn riêng, không có ai trên thế gian này nhìn thấy đâu. Chính trong buổi hẹn riêng đó, Nguyễn Cao Kỳ đã ngỏ lời cầu hôn Tuyết Mai,
điều mà sau này nhớ lại, bà vẫn không thể nào diễn tả được cảm giác đặc biệt và thiêng liêng lúc đó. Chính là lá thư mà ông Kỳ đã gửi bà Mai sáng hôm đó. Cô Mai quý mến, hy vọng cô đã nghỉ ngơi khỏe mạnh sau khi hoảng hốt vì suýt bị rơi vào cơn đau binh vừa rồi. Để tỏ lòng biết ơn công xây ê tát nước đã góp cao kiến trong biến cố vừa qua và cũng để ăn mừng chiến thắng dẹp quân đảo Tránh mà không đổ máu, tôi hân hạnh mời cô đi sơi cơm trưa nay lúc 12:30 tại nhà hàng Caravel trên tầng thượng. Mong cô không từ chối, đây là lần thứ 3 mà tôi mời rồi. Sự hiện diện của cô sẽ là vinh dự cho chúng tôi. Hy vọng những bông hoa này sẽ đem lại chút hạnh phúc nhỏ bé khi đánh thức cô dậy vào sáng nay. Rất mong gặp lại. Ký tên. Vượt mặt cả những đối thủ nặng ký nhất. Xin được trích một đoạn trong hồi ký của bà Đặng Tuyết Mai để chúng ta hình dung về đó hot của bà Mai thời đó. Một người bạn tôi đang đợi, tên là Smith. Ông là người Anh, giám đốc hãng hàng không BOAC ở Bangkok. Ông ta theo đuổi tôi đã lâu, nhưng tôi chưa một lần đi chơi với ông. Mỗi lần đến Sài Gòn, mời tôi đi chơi, tôi đều viện cớ là ở Việt Nam mọi người rất có thành kiến với những người con gái đi chung với người ngoại quốc. Tôi hứa là bao giờ đến Bangkok, tôi chắc chắn sẽ nhận lời mời của ông ấy. Tất cả các bạn hostess của tôi đều thích ông ta, nhất là Nghiêm Xuân Thúy. Cô vẫn có khuynh hướng thích người ngoại quốc. Những người bạn khác thường hay nhận được quà của ông ta, nên ông luôn luôn biết hành trình bay của tôi. Lần này đến Bangkok, tôi không hề gọi, mà vừa đến hotel đã nhận được message của ông mời tôi đi ăn tối nay. Cho nên khi ông gọi lại, tôi đã nhận lời và còn nhờ ông trên đường đón tôi tối nay. Xin ghé tiệm son phấn nào đó để mua cho tôi một cây viết chì kẻ lông mày vì tôi đã sơ ý đánh rơi ở đâu mất. Đúng 7:30, xe limousine đến. Smith bước ra, tay cầm một giỏ hoa rất đẹp và tay kia cầm một basket đủ makeup. Chỉ xin một cây viết chì mà ông mua luôn một collection makeup của Chanel, không thiếu món gì. Ông Smith trông thật đẹp trai và long trọng trong bộ đồ vest rất ăng lê, rất giám đốc của ông. Ai cũng nói trông ông rất giống Prince Philip, chồng của nữ hoàng Elizabeth, vì cũng cao và có mái tóc vàng. Trước mắt mấy chục sĩ quan không quân, tôi đã phải ra xin lỗi Smith rất nhiều và hứa sẽ đi chơi với ông cả ngày mai nếu ông không bận đi làm. Dĩ nhiên là một English gentleman, Smith đã lịch sự, thông cảm, đi về và chúc tôi một buổi tối vui. Một người đàn ông lịch lãm như Smith cũng không khiến cho bà Mai xao động. Thì mới biết, ông Kỳ thật tài tình khi đã chinh phục được trái tim của cô gái này. Có một nghịch lý là phụ nữ ghét đàn ông hào hoa, nhưng lại rất dễ bị thu hút bởi mẫu đàn ông như thế. Ông Kỳ rất biết tận dụng lợi thế của mình. Ở ông luôn toát lên sự bản lĩnh, nhưng biết mềm mỏng, lãng mạn khi cần. Một người đàn ông như thế, ai mà chẳng yêu cơ chứ? Rốt cuộc, phụ nữ cần nhất điều gì? Đám cưới của Hoa Khôi Sài Gòn và viên tướng quyền lực tổ chức tại khách sạn Caravel vào tháng 11 năm 1964 được coi là lớn nhất, đông khách mời nhất và tốn kém nhất lúc bấy giờ. Gần 8 tháng sau đó, ngày 30 tháng 6 năm 1965, cô con gái Nguyễn Cao Kỳ Duyên, kết quả của một chuyện tình đẹp, chào đời trong niềm hạnh phúc và mong chờ của hai vợ chồng Tuyết Mai và Cao Kỳ. Tôi cá điều khiến bà Mai yêu ông Kỳ không phải là ở những lần tỏ tình lãng mạn, không phải những lần lái máy bay lượn vòng phố trường. Điều khiến bà Mai yêu ông ngay từ cái gặp đầu tiên là bà cảm nhận được ở người đàn ông này toát lên một khí chất mà bà có thể an tâm dựa dẫm cả đời. Tất nhiên không thể phủ nhận những yếu tố kia tác động không hề nhỏ. Yêu là cả một nghệ thuật. Người đàn ông ra ngoài có đao to búa lớn, có vỗ ngực với đời như thế nào thì vẫn luôn cần phải có một trái tim biết yêu thương và trân trọng người phụ nữ của mình. Điều người phụ nữ cần nhất là một người đàn ông có bản lĩnh, người khiến cho cô cảm giác an tâm, ngưỡng mộ và được yêu thương, trân trọng, nhất định sẽ khiến cho cô muốn hy sinh cả đời, dù quá khứ của người ấy có thế nào đi chăng nữa. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!